Sinh viên nào mà Tết này không về quê á thì cầm 200 ngàn vô đây đi, đảm bảo ngon, bổ, rẻ. Đây không phải Thái, đây không phải Hàn Quốc, mà đây là... Cái quán này mình coi rất nhiều và phải thật là chắc, thật là kỹ thì mình mới lên clip đó mọi người. Nhưng bây giờ mình ăn đồ viên mà thấy nó đã tới như vậy. Má ơi, viên nào cũng siêu to và tươi luôn. Nếu mọi người sợ ăn mấy cái viên thả lẩu mà viên ký ký mà rẻ tiền á mọi người thì ăn ở đây đi. Mọi người sẽ thấy nó khác biệt hẳn. Ở đây thì mình sẽ theo hình thức gọi món nha. Một món sẽ tầm 35 ngàn trở lên. Có cái set bò này hình như là 115 ngàn. Giá cũng mềm lắm mọi người ơi. Bốn người tụi mình ăn cái bill hết 1 triệu là no căng rồi. Vậy là tính ra mỗi người có tầm 250 đồ thôi đó. Đồ chấm thì mình sẽ có cái quầy live miễn phí để pha chế như vậy nè mọi người. Mà ta nói nước chấm kiểu Trung Hoa á, trời ơi ăn bao dính luôn, tương pha lấu rồi tương đen đồ nè. Con nhỏ bạn mình nó biết pha chế giỏi, nó trời thề ăn đúng ngon. Lẩu đây sẽ là nước lẩu hai ngăn nha, có 6 loại nước lẩu cho mọi người lựa chọn. Mình ăn hết cái nước lẩu này thì sẽ được chấm miễn phí. Đồ ăn thì bây giờ mình sợ mình nói quá mọi người không có tin, tại do bây giờ review mà quảng cáo thì cũng quá là nhiều mà mọi người cứ tới để trải nghiệm đi, kêu ít thôi. Ăn mà thấy ngon á thì mình kêu thêm. Với mình nha thì đồ tươi, thịt bò mềm, bò viên còn có cả trứng muối và phô mai nữa nè mọi người. Và mình siêu dính với cái mì ba màu này nha, sợi mì dai mà thơm béo lắm luôn. Ở đây có ai biết tên cái mì này bên ngoài không để mình mua mình về ăn, tại mình quên tên mất tiêu rồi. Nhưng mà ăn cái mì này đúng hợp với lại mấy cái nước lẩu Trung Hoa kiểu này ấy. Giờ nhìn lại cái nồi mà thèm chấn động. Ở đây không gian chuẩn Hồng Kông xưa cho mấy bạn sống mạo cũng được. Có cái là quán hơi nhỏ một xíu á, mọi người tới chịu khó chờ xíu là vào thưởng thức thôi à. Với mình thì thấy đợi lâu nhưng mà đáng lắm. Chắc chắn là mình sẽ tới đây vào nhiều lần tiếp theo.